Ngày 18 tháng 10 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy và ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu làm rõ và xử lý việc công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Sinh Việt Nam, gọi tắt là công ty Trang Sinh, đóng tại địa bàn vì những dấu hiệu vi phạm trong phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện ủy Vĩnh Cửu báo cáo về trường hợp gây nguy cơ lây lan dịch bệnh tại công ty Trang Sinh. Theo đó, mới đây khi xét nghiệm COVID-19, công ty này đã phát hiện 38 ca F0, 44 trường hợp F1, nhưng thay vì thông báo cho chính quyền địa phương và ngành y tế để xử lý, mà đã tự ý cho các trường hợp F1 về nhà. Sau đó, từ các F1, nay có 4 người chuyển thành F0, trong đó 1 ca tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa và 3 ca ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu ông nguyễn văn thuộc đã đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai cần kiểm tra giám sát xem công ty có thực hiện đúng các phương án mà ban quản lý đã phê duyệt hay không trước các thông tin về sự việc diễn ra tại công ty trang sinh ông cao tiến dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã lên tiếng không đồng tình với những việc làm đối phó đã diễn ra tại công ty này và yêu cầu các bên nhanh chóng làm rõ ông nguyễn hùng lĩnh bí thư tỉnh ủy đồng nai cũng yêu cầu làm rõ tiến hành xử phạt nghiêm không để xảy ra tình trạng tương tự